CNJ và Sài Gòn Buffalo chính thức lên tiếng xác nhận lý do đường ai nấy đi. Đúng như các thông tin đang được lan truyền, thương vụ CNJ Esports mua lại hoàn toàn đội tuyển Sài Gòn Buffalo đã chính thức đổ vỡ. Theo đó, công ty chủ quản phía Hàn Quốc đã thông báo rút lui trước khi VCS 2023 khởi tranh, đồng thời giải thích rõ những khó khăn gặp phải. Công ty chủ quản Trego chia sẻ trong thông báo mới nhất, đã có sự cố xảy ra khi thực hiện quy trình mua lại. Sau khi thảo luận với Sài Gòn Buffalo, Trego đã quyết định hủy bỏ quá trình mua lại vì chúng tôi thấy rằng điều này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho chúng tôi, cả bên trong cũng như bên ngoài, trong việc thúc đẩy kinh doanh. Kể từ khi đạt thỏa thuận mua lại Sài Gòn Buffalo, CNJ đã lần lượt gia hạn với toàn bộ tuyển thủ trong đội hình chính, tuyển thêm một huấn luyện viên Hàn Quốc, hợp tác với tổ chức eSports ở LCK và đầu tư vào Gaming House cùng cơ sở vật chất của đội. Sau khi quyết định hủy kèo, tổ chức này đã tiến hành bán giao lại để Sài Gòn Buffalo có thể tiếp tục vận hành và tham dự VCS. Cũng theo thông tin từ Sài Gòn Buffalo, trục trặc trong việc làm giấy tờ pháp lý là nguyên nhân chính khiến công ty Hàn Quốc gặp nhiều bất lợi. Do đó, cả hai bên đã đi tới quyết định cuối cùng là hủy bỏ thương vụ. Như vậy, cái tên quen thuộc Sài Gòn Buffalo sẽ tiếp tục đồng hành cùng VCS trong mùa tới. Đội hình Bầy Trâu vẫn gồm bộ khung Hazmat, BinJ, Froggy, Shogun, Taki và các dự bị. Dưới bài đăng đã có rất nhiều bình luận động viên như Gam Esports hay cựu tuyển thủ Deep Kid đều cổ vũ Bầy Trâu. Trái lại, cũng có rất nhiều fan lo lắng và cho rằng đây là một tin buồn, bởi nếu không được tiếp quản bởi CNJ, đồng nghĩa với việc Sài Gòn Buffalo sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Điển hình như việc vận hành Gaming House suôn sẻ cũng là một thử thách đối với sắc đỏ của VCS.